4 nhỏ hơn 6 rồi, đúng quá rồi. Bài này ai chỉ cho mình, ai làm cho mình pin vậy? Ai chỉ mình pin vậy? Pin tự làm hả? Cái này mà cái nhỏ lớn này ai làm cho mình Mẹ chỉ ra, mẹ chỉ cho Bin làm. pin? Rồi, bây giờ cái này đúng rồi nha, mai được 10 điểm nha. Mai các bạn nhớ khoa khen bằng pin nha. Rồi bắt đầu. Viết chữ R nào, bắt đầu tốc hành nào. Đấy, quay cận cảnh luôn nha. Bin giỏi lắm đó. Bên Bin viết rất là chuẩn này, ngồi thẳng lưng này, đó. Đúng rồi, Bin viết này. Đấy, chúng ta quay cận cảnh bên Bin coi. Chà, viết cho đúng nha bên Bin, đúng rồi. Bin nhớ viết là đúng hai ô ly nha. Rồi viết đi, nhanh lên. Ừ, đúng rồi, hai ô ly giỏi quá. Viết giỏi quá ta. Bố cũng thử viết giống bên Bin được coi này. Mình viết đi. Bác sĩ ở đây mà chưa khỏi, hay hết đau Đó. rồi. Đấy, mình viết này, bố cũng viết này, bố viết sứ xấu hơn mình pin luôn đó. À, đẹp quá. Mình viết sẽ ngồi viết liên tục luôn và chuẩn bị xong rồi nha, còn mấy hàng nữa thôi. Nhanh lên. còn hai hàng. Đúng rồi. Ôi trời. Mình giỏi quá. Không thử viết giống bằng pin này không biết đâu. À, không thử viết giống bằng pin thì coi có viết đúng nha. Đấy, đối với bằng pin cùng viết luôn đó. Đó, ai bằng pin viết đi. Đó, nhưng viết nhanh lắm nha. Hai bố con cùng viết, à, hai bố con cùng viết thi nha. Đấy, viết đẹp lắm. Bố không biết có Bố viết lại được viết 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 toán nữa nè, bố chưa làm toán. À, tí nữa bố làm toán sau. Bây giờ con viết đi. Con làm toán xong rồi. Bố cũng viết theo Chưa luôn viết được nha. xấu luôn. Con viết xấu lắm nha, chứ không được đẹp như bạn Bin đâu. Viết đi bạn Bin. Xong gì? Gần xong rồi đó, bố chưa biết. Con có nhiều hạ lắm, con có bốn Đừng có hạ nhúc mà, bố viết xấu nè. Con đừng có nhúc. Rồi viết đi, nhanh lên, nhanh lên. không biết đẹp. Ồ, Bin viết đẹp quá. Bố cũng viết gần xong rồi nè. Bố chưa viết gần xong đâu. Hết cái cha này mới được này. Con viết đi, bố không gần gần xong rồi Con cũng vậy. nè. Nhờ, giỏi quá à. Mình hay thiệt. Con biết nhắn lắm á. Nhanh lắm hả? Ta bị cho bà lỡ. Bố bên viết thơ thi đó. Biết mình viết viết đến đâu rồi. Học viên đi có 1, 2, 3, 4. Bạn Minh đi có 4 hàng à. Vậy hả? Nhanh lên mình biết đây. Bố viết được 4 hàng, mới đó bố đã viết được 4 hàng rồi đó. Còn 5 hàng chứ. Rồi mình viên viết lâu giờ mình chưa đủ ta. Mình viết gần thua bố rồi đó nha. Nhanh nên không như các bạn cười bằng pin, bằng pin học mà bằng pin viết không được mà bố không học.